nhà. Hello anh chị em, có ai ngồi đó không? Khỏe không? Dẫn mấy đứa nhỏ nè, với Luna ra một park chơi. Cuối tuần rồi, thứ sáu rồi. Chúc anh chị em mình một cuối tuần thật là vui, bình an, khỏe. Park này nó lớn lắm cả nhà, thấy không? Cái park nó lớn quá trời lớn. Trong này có một cái nhà để cho mấy em có thể tập nhạc hay là tập thể dục hay là tập múa. Đó, thấy không? Mấy em tập để cái buổi tiệc à. Chào bạn Nam Kỳ. Xung quanh cái park là lớn lắm cả nhà, nhiều lắm, nhiều chơi. Chào mọi người, khỏe không? Cho nghe nhạc nha. Hello. Oscar Garcia.
Chào Trần Thúy, hello. Cà phê music hả? No, not coffee right now. Too late. Coffee only in the morning.
kiếp người, nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như toan thuyền lạc giữa biển.